cá. Cathy xin chào quý vị buổi sáng, một buổi sáng thật đẹp. Hôm nay mời mọi người đi theo Cathy đi câu cá nha. Ra khỏi tàu lên bờ để chuẩn bị cho một chuyến tham quan thật là tuyệt vời đây. Cathy đi ra sớm coi gần như là đầu tiên luôn á mọi người. Tới Cozumel rồi nha mọi người. Cái này là Cozumel. Thành ra nó cũng không có nóng lắm. Nhưng mà trời, không biết đi dễ sợ luôn, ẩm. Fishing trip. Fishing trip, fishing. Fishing, bottom fishing. Bottom, Yes, aquí, aquí es primero de bottom fishing. Oh, yeah. Everything free, I don't know. Đây là cái tàu người ta chuẩn bị để đi lặn biển. Những cái tàu này là đi qua một cái biển khác để chơi. Và đây là cái bến để các tàu đi chơi đậu đó mọi người. Đó, quý vị thấy đẹp không? Tàu câu cá của Cathy chưa tới nha. Bây giờ mình sẽ chờ để đi lên tàu câu cá. Bây giờ thì Cathy và mọi người, những bạn mà đi theo câu cá cũng cùng nhóm với Cathy bước lên tàu và bây giờ sẽ chuẩn bị ra khơi nha. Mấy hôm nay ở trên tàu đi nói chuyện nhiều với cô và mấy người em của gia đình nên cái giọng của Cathy nó cũng hơi càn càn. Hôm nay không biết mình đi trời nắng như vậy, rất là nóng. Đi ra ngoài không biết là có về có bị bệnh không. Ở Texas á, vào mùa đông thì cái kênh của Cathy nước nó cạn, không có đi câu cá được. Thành ra ghiền câu cá không biết làm gì. Không bỏ lỡ cơ hội nên ghi danh để đi câu cá ngày hôm nay. Hy vọng là sẽ có cá cho mọi người coi. Bây giờ họ bắt đầu cho lưới câu vô, cho chì vô. Người ơi, bây giờ bắt đầu mình thả câu nha.
coi coi có dính cá không nha mọi người. Cái kênh này Cathy thì dùng tay phải mà cái kênh này nó là tay trái nên nó sẽ hơi khó với mình đó. Cái kênh này á, trái với cái tay của Cathy nên chắc phải quay ngược cho tới lúc người ta đổi cho mình quá. Phải quay nó ngược lại thôi. That's beautiful. It's so pretty. Ooh, yay. So pretty. That's a very pretty fish. Con cá xanh ngọc rất đẹp nhưng không biết tên gì luôn. Okay, we're gonna release this one. Ngược tay thành ra bây giờ ổng tháo. Ổng tháo để mà cái tay của mình quay cho nó đúng. Ooh, yes. Thank you so much. Okay, bây giờ thả mồi lại nha. Cảm giác thật tuyệt vời khi được câu ở biển Mexico đây quý vị ơi. Cái cảm giác cá nó cứ giật đó cũng phải nói là hồi hộp ghê luôn á. Nhưng mà Cathy nghĩ cái cần câu của mình nó có dính cá rồi, tại vì ở đây nước sâu quá thành ra rất là khó có thể biết được là cá nó cắn hay không, ngoại trừ nó giật và nó kéo. Mình cũng thấy nó có vẻ kéo đây mọi người. Thank you. I got him.
Let's see. Let's see what is up here. Yep. I want to do it. Yes. Very pretty. It's a beautiful fish, everybody. I got a fish. I got a fish. What kind? Oh my gosh. Spikes. I got a fish. Bắt được con cá đẹp không mọi người ơi. Bây giờ cá thủy thả nha. I'm gonna release the fish. Hôm nay câu cá cũng rất là đã tay luôn. Kéo đã lắm mọi người. Cái cần nặng hơi mỏi tay một chút xíu. Và bây giờ họ đổi cái điểm câu nè. Mình tới điểm câu mới nè. Can you bring that light? Ah, no! Bị mất một con rồi, bây giờ phải lấy mồi thả xuống lại. Big bait. Give me some fish. Fish in it. Thank you. I catch a fish. Trời ơi, nó run dữ quá mọi người ơi, nó run dữ quá. Okay, hold you. Just hold this pool. Wait. Okay, you can bring it up. Yeah. Oh, look at this fish right here. Oh, that's a big one. Big one, huh? Nước ở đây rất là sâu, thành ra mình phải thả nhiều dây để cho nó chạy xuống dưới đáy. Nếu mà mình để trên cao quá thì cá nó không có ăn mọi người ơi, nên nó phải xuống sâu một chút xíu. Woo! I got a little fish. I'm gonna release right away before I die. Cái này thả nha mọi người, thả chứ không nó chết. Woo, we did it. Yeah.
lost. No, still here. Oh, you lost. No, it's still here. Yeah. Yeah, still here. He'll take it easy. My hand, my arm are tired, but I don't know what it is right now. Let me see what it is. Coi con cá gì đây mọi người ơi, con cá. Oh my god. Ooh. Ooh, it's so pretty. Ooh. Wow, 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 wow. Oh, cá đã quá mọi người ơi, đẹp chưa? What kind of fish is this? We're gonna keep them. Oh, keep? Oh, yeah. What kind of fish is same, this? Same thing. Same okay, cá mú mọi người ơi, grouper. Okay. Be careful with the spine. Yeah. Cathy mới bắt được con cá mú nè mọi người. Wow, con cá mú này to quá trời luôn. Ok. Not a bad day at all. Cái này là coi như mình chỉ có thả xuống, nhưng mà phải thả hơi sâu một chút xíu. Tại vì ở đây hình như là cái độ sâu của nó là 130 feet. Nên ra mình phải bỏ xuống bottom. Mà những cái con cá mú nằm ở dưới bottom ở chỗ đá đó mọi người. Bây giờ thì họ đang chuẩn bị đưa những con cá mà mình câu lên được á, đánh vẩy làm sạch sẽ để mang lên nhà hàng. Thì họ sẽ làm một vài món gì đó cho mình thưởng thức với những con cá mà mình câu được đó quý vị. Quý vị có nhìn thấy con cá này á, là cái con cá mú đỏ mà Cathy câu được hồi nãy nè. Thấy không? Cathy câu được hai con cá mú đỏ luôn đó mọi người. Và em cá này không biết là loại gì của người bạn đi cùng câu được. Và cố muốn làm một tô súp đó. Thành ra không biết họ có làm súp được không, để coi nha. Nhà thấy con cá mú này có trứng nè. Trời ơi, nguyên một cặp trứng ở trong bụng nó luôn. Rất là lớn. Nè đó, nhìn thấy đã không? Này mà nấu canh chua là tuyệt vời luôn á. Đang trên đường chạy vào một cái hòn đảo ngay sát bên những chiếc tàu du thuyền đó mọi người. Vậy cùng đi theo Cathy coi họ làm món gì cả nhà nha. Đây
là một trong những chiếc du thuyền lớn nhất mà Cathy đã từng thấy. Đúng là một trải nghiệm thật tuyệt vời trên chiếc du thuyền 18 tầng đó mọi người. Họ đã đưa mình tới nhà hàng ở trên hải đảo rồi đây. Và mình sẽ đi lên và họ sẽ mang cá lên để mà làm món ăn trưa cho tất cả mọi người cùng đi nè. Ở đây cũng có những cái trò chơi giống như mình đi jet ski hay là mình bơi xuồng rồi đi bo bo hoặc là tắm biển hoặc là lặn cũng được đó. Nhưng mà chắc mệt quá rồi, ăn trưa rồi để coi sao ha. Đây là những con cá mới câu được tươi rói, được chia làm hai, một nửa thì chiên giòn rồi mọi người ơi, còn một nửa thì họ đã phi lê và tẩm bột chiên, và họ có làm cơm cho mình ăn nữa, tuyệt quá à. Cathy xin mời cả nhà cùng ăn trưa với những con cá tươi ngon nha. Đây là con cá mú mà Cathy đã câu được. Mời mọi người. Bữa ăn trưa với chính những con cá mà mình câu lên được rất là ngon và cũng đã mệt được một ngày nên bây giờ cả nhóm cùng chuẩn bị đi về tàu để nghỉ ngơi. Cathy xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã xem video ủng hộ. Cathy xin các bạn hãy ủng hộ Cathy bằng cách bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh. Xin cảm ơn mọi người.